Lực sĩ Nguyễn Đức Dương lại quay trở lại sàn đấu. Hôm qua mày, hôm qua anh có trống nhỉ? Hôm qua là anh ca 40 chiều không biết. Hôm qua không, hôm nay 40 cái là nặng quá nhỉ? Hôm nay 40 cái á? Hơi quá khổ rồi. Hãy như Dương, hãy chăm chỉ thể dục thể thao, hãy như Dương. Có thấy lúc nào anh cũng phải cười, anh chơi có khẩu hiệu đấy ạ? 5, 6. Anh Dương nằm trên trang này. Anh nó vật vã quá. Không, ý là anh nằm ngửa lưng trên bên vai em ấy. Ngửa kiểu như nào? Anh nằm ngửa, nó ngửa lưng em này. À. Hiểu. Em là một tấm thảm này không? Rồi. Come on. Được chưa? Rồi. Anh có thể cho chân xuống đất được không? Được không? Đâu mà dài ghế không? Em sức không rồi.